Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một dòng xe đua carbon đến từ thương hiệu của Ý, Draco. Chiếc xe được sử dụng được trang bị cấu hình Campagnolo của Ý các bác nhé. Tất cả đồ đều rất là đẹp. Lớp sơn xe có màu đen. Và tổng thể chiếc xe này rất là nhẹ các bác nhé. Giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Đây là chiếc Draco với lớp sơn màu đen carbon, rất hiếm khi em về những chiếc xe mà sử dụng bộ cấu hình của Campagnolo, một bộ chuyển động rất là nổi tiếng của Ý. Đây bác nhé, Campagnolo Velo, đây là một bộ chuyển động rất là cao cấp của Ý các bác nhé, chuyển động rất đắt tiền, may hơn bằng đạn cối nổ. Bộ vành nguyên cặp của Campagnolo các bác nhé. Phải nhìn ý luôn. Bộ đùi đĩa của Made in Italy các bác nhé. Để thấy chữ đây. Đồ trên xe đều sử dụng là đồ của thương hiệu Ý. Còn về hình thức thì em đánh giá chiếc xe rất là mới, màu đen, rất ít những vết xước. Thằng con xe đi lên sườn, cọc yên carbon các bác nhé, của đồ Draco yên WTB. Sử dụng bộ phanh trước sau của 105. Với tổng thể chiếc xe rất là nhẹ, sử dụng toàn đồ carbon thôi. Carbon lắm nhé, lòng đen carbon, hàng carbon. Với màu đen này thì các bác đi rất là khỏe, với bộ khung khung dẹp, khung ký hiệu học, bác đi nhanh hơn. Đây thương hiệu Draco cũng lần đầu tiên về tại ở em. Đánh giá chiếc xe này cấu hình tốt, khung đẹp, khung rất là đẹp luôn. Phía bên trên đây xe được sử dụng bộ tay lắp của Campagnolo Velo. Mười tốc độ và hai tốc độ bên đĩa là 20 tốc độ các bác thay đổi. Trang bị cổ gật gù, các bác lên xuống chiếc cổ này cho phù hợp, rất là tiện dụng. Ghi đông của FSA của Mỹ. Đây là vành trước của chiếc xe này, của Campagnolo các bác nhé, sử dụng nguyên bộ vành cặp Campagnolo rất là đắt tiền. Lốp rất còn rất mới, 700x23C, lốp cơ bản của dòng xe đua. Phía bên dưới cùng có một số chiếc logo và cờ
Vâng, đây là cờ nước Ý và bản đồ nước Ý các bạn nhé. Có thể thấy ở dưới khung xe đây, đây là thương hiệu chiếc xe này. Đây là chiếc xe đến từ thương hiệu Ý, được sử dụng nguồn động của Ý. Vâng, bây giờ em sẽ vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe có size 52 các bác nhé, 51. Ngang là 51. 1m65 đến 1m75 đi với cái xe này. Với trang bị 10 tầng lip, lên lip. Bộ chuyển động của Camparolo Velo. Đồng bộ theo xe. Toàn đồ của Ý trên chiếc xe này các bác nhé. Xuống lip. Đồng chuyển động rất tốt. Phía bên tay phải bộ đùi đĩa trục rỗng của Made in Italia. Đùi đĩa lên đĩa. Gạt đĩa của Velo các bác nhé. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Draco, một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Ý, được trang bị bộ chuyển động Camparolo của Ý và bộ vành cặp Camparolo luôn các bác nhé. Tất cả đồ đều là của Ý. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 18.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp, nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.